Xin chào các bạn, tôi đến từ website fordummy.info. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn cái form số 4 của thế bấm âm dây trưởng nằm trong chùm series các thế bấm của âm dây trưởng. Thì form số 4 sẽ có cách bấm như sau: với nút góc là ngón út nằm trên dây số 5, tôi chọn bất kỳ một nốt bất kỳ, giả dụ đây là nốt mi, với nút ngón út là sẽ là đại diện cho nốt góc, thì thế bấm âm dây số 4 như sau. Ngón út chúng ta sẽ nằm trên dây số 5, ngăn số 7 là nốt mi. Ngón trỏ sẽ nằm ở dây số 4, ngăn số 4. Ngón đeo nhẫn sẽ nằm ở dây số 4, ngăn số 6. Ngón út sẽ nằm ở dây số 4, ngăn số 7. Ngón trỏ sẽ nằm ở dây số 3, ngăn số 4. Ngón đeo nhẫn sẽ nằm ở dây số 3, ngăn số 6. Ngón trỏ sẽ nằm ở dây số 2, ngăn số 4. Ngón giữa sẽ nằm ở dây số 2, ngăn số 5. Ngón út sẽ nằm ở dây số 2, ngăn số 7. Ngón trỏ sẽ nằm ở dây số 1, ngăn số 4. Ngón giữa sẽ nằm ở dây số 1, ngăn số 5. Ngón út sẽ nằm ở dây số 1, ngăn số 7. Sau khi chúng ta đi ngược lên nốt góc, ngón út nằm ở dây số 5, ngăn số 7, thì chúng ta đi tiếp. Đi lên phía trên, ngón đeo nhẫn nằm ở dây số 5, ngăn số 6. Ngón trỏ nằm ở dây số 5, ngăn số 4. Ngón út nằm ở dây số 7, dây số 6, ngăn số 7. Ngón giữa chúng ta nằm ở dây số 6, ngăn số 5. Ngón trỏ sẽ nằm ở dây số 6, ngăn số 4. Và kết thúc ở nốt drop, nghĩa là nốt rút, bắt đầu ở nốt mi và kết thúc cũng ở về nốt mi. Khi chúng ta thuộc cái thế form số 4 này, với nút gốc là ngón út nằm trên dây số 5, thì chúng ta có thể giữ nguyên form này và tận tiến lên hoặc xuống trên bất kỳ nốt nào chúng ta mong muốn để tìm một cái âm dây trưởng nào đó. Ví dụ như đây là nốt mi thì chúng ta có thể lên đây pha chẳng hạn. Đây là âm dây pha trưởng với nốt gốc nằm trên dây số 5, ngón út làm ngón út đại diện. Pha đây chúng ta có son. Đây là âm dây son trưởng. Và thế bấm âm dây như vậy, đây là hợp âm đại diện cho nó. Cái system của nó là phong đô trưởng dịch ngang qua. Đô, rê, mi, pha, son. Chúc các bạn tốt lành, hẹn gặp các bạn ở form cuối cùng là form số 5 của thế bấm âm dây trưởng. Xin chào tạm biệt. Nếu các bạn thích những chùm clip này thì xin vui lòng subscribe and like kênh. Xin cảm ơn.